con tim đã vui trở lại. Điên mặt đây, ông giáo hả? Lông mày ơi, điên đó. Sao? Chú lông mày ngang. Xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại với Hibo Entom. Và hôm nay bạn gì đó bạn ý đã ra trò chơi cho anh em mình. Và đó là trả lời câu hỏi vào dưới này thì anh em mình sẽ mở ra nhá. Ta và đây là có thử thách nhanh như chớp, trả lời câu hỏi đố vui. Và phần thưởng của trò chơi này đó là chính là 500k. Đó, một bao lì xì này. Wow. 500k, ok. Thế thì anh sẽ phải giành chiến thắng rồi. Không, em. Ok, bây giờ thì Tom có thể phổ biến luật chơi cho các bạn được không? Luật chơi đó là có một người bạn thì bạn ấy sẽ đọc câu hỏi cho anh mình và đó là 10 câu hỏi. 10 câu hỏi. Nếu người nào mà bấm chuông mà trả lời đúng thì được bôi lên mặt như này. Và nếu mà bấm chuông không trả lời được hoặc là trả lời sai. Đúng. Thì sẽ bị người này bôi mặt. Ok. Và nếu mà trong trường hợp là cả hai đều không trả lời được thì cả hai sẽ phải tự bị bôi. Đúng rồi. Ok. Và mỗi lần bôi chỉ được một lần. Đúng rồi, chỉ được một vạch thôi. Dài hay ngắn, nếu mà nhấc tay lên thì coi như là thôi luôn. Đúng rồi. Ok. Anh em mình đã chuẩn bị một cái nọ nồi và một cái chuông mua ở chợ Đồng Xuân 15k và có hai cái bơm anh em mình đã chuẩn bị. Ok. Và bây giờ chuẩn bị cho cái vẽ lên cái giờ phây của anh em mình thì anh em mình sẽ đeo cái bơm này lên. Ok. Anh em mình sẽ anh thấy kiểu anh đi đâu men mà men đội xong kiểu gì đấy, đội hẳn lên. Rồi đẹp sai rồi. Thì bây giờ anh em sẽ chơi luôn nhá và bạn ấy sẽ đọc câu hỏi cho anh em mình. Ok. Câu thứ nhất, con trai và đàn ông có điểm gì khác nhau? Con trai và đàn ông á? Con trai thì hết giờ. Thế là bị luôn đúng không? Đúng rồi. Con trai và đàn ông á? Đàn ông. Câu trả lời là con trai sống dưới nước, còn đàn ông thì sống trên cây. À, con trai là sống dưới nước, con trai sống dưới. Còn con trai. Nhầm. Không phải con trai mà con trai. Ơi. Tạm tí nhọc rồi. Một về thôi. Ok. Anh chỉ chấm một phát thôi. Chết rồi, lại là nó rồi à? Một thế thôi. Câu thứ hai, bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là cái gì? Bỏ ngoài nướng trong. À. Không anh mà. Con hàu. Sai. Đáp án là nướng bắp ngô. Bỏ ngoài nướng trong. Ăn ngoài bỏ trong. Điên mặt đây, ông giáo à. Ơi nhấc tay rồi. Nhấc đâu? Nhấc tay rồi. Xong. Câu thứ ba, con chó đen người ta gọi là con chó mực, con chó vàng người ta gọi là con chó phèn. Con chó xanh người ta gọi là con chó đẻ. Vậy con chó đỏ người ta gọi là con chó gì? Hết giờ. Hết rồi. Bật rồi. Hoàng vẫn được tí. À, chó đỏ đúng không? Chó bị nướng. Sai. Là con chó đỏ. Thế là vì con chó đỏ à? Con chó đỏ à? Ừ đúng rồi. Nhớ là con chó nướng. Đẹp trai. Thế đẹp trai thế nhỏ không chịu. Ok. Tiếp đi. Câu thứ tư. Con gì đập thì sống, không đập thì chết? Ai? Con muỗi. Sai. Con tim. Con tim. Tao bị ngược rồi. Tao bị ngược. Con tim.
trở lại. Ok. Mày ơi, điên nào. Nào. Ok. Câu 5, lịch nào dài nhất? Lịch lịch sử. Đúng. Sao Tôn thông minh thế nhỉ? Vào đâu? Quay vào đây, nhắm mắt vào. Câu 6. Cái gì tay trái cầm được còn tay phải không cầm được? Tay trái cầm được mà tay phải không cầm được là tay phải. Đúng. Tay trái anh cầm tay phải là tay phải không cầm được tay phải. Trông giống cái gì nhá? Trông giống kiểu ông cái ông gì đóng hài nhá. Mà có cái nước rồi đây này. Câu 7. Từ gì mà 100% người dân Việt Nam đều phát âm sai? Từ nước ngoài. Sai rồi, Tôm trả lời sai rồi. Từ sai. Đúng. Là sao? Từ gì mà 100% người Việt Nam đều phát âm sai là từ sai? Từ gì ạ? Câu 8. Làm sao để cái cân tự cân được chính nó? Ok. Đảo người cân lại. Đúng. Không mình cái nhở. Một chú lông mày ngang. Câu 9 nữa kìa. Câu 9. Xã nào đông nhất? Bang. Câu 10. Người đàn ông duy nhất trên thế giới có sữa là ai? Một người đàn ông á? Ông Thọ. Chính xác. Anh cũng đoán được nha. Thế là anh là người chiến thắng rồi đúng không? Cho thêm tầm 5 câu hỏi nữa. 5 câu. Rồi hỏi bạn. Chơi cho vui và chơi 10 câu. Bên muốn chơi thêm phải hỏi bạn hỏi gì anh? Cho 2 câu nữa thôi nhá. 2 câu. Ok không? Ok, 2 câu nhá. Bây giờ anh em sẽ bắt đầu. Câu 1. Làm thế nào để cua được 9 chân? Cua được 9 chân á? Cua được 9 chân là thò một tay lên xong cua. Sai. Đó là luộc chín. Ơ, sao? Cua được chín. Nấu chín chứ không phải số chín. Ok. Hiểu. Thế bây giờ thì thua thì vẫn hoàn thua thôi. Câu cuối cùng. Bạn làm việc gì đầu tiên vào mỗi buổi sáng? Đánh răng. Sai. Chính là thức dậy. Mở mắt. Tôm trả lời sai rồi. Không được trả lời lại. Tôm vẫn thua. Nhưng mà nếu mà theo em nhá, là em không mở mắt, em sẽ vào nhà vệ sinh trước.
nghĩa như này, cứ này vào phòng vệ sinh. Đúng rồi. Xong rồi, nhà mình... xong rồi mới xúc miệng với cái mình đang làm. Đánh răng xong nhá, rửa mặt xong thì mới mở mắt. Hiểu chưa? Ôi. Vẫn thuyết phục mà. Ôi đừng cố. Đây về bạn chốt đi, bạn chốt pha là ok xong luôn này. Đúng sai rồi. Đúng sai rồi. Việc đầu tiên là đánh răng, không mở mắt, nghe là điêu. Bây giờ là thử thách anh em chớp của anh em mình đã hoàn thành rồi. Và mình là người chiến thắng. Và mình đã là người chiến thắng rồi. Và nếu mà các bạn có thử thách gì thật là hay, đồ ăn gì thật là ngon, trải nghiệm gì thật thú vị, hãy comment phía dưới cho anh em cùng biết nhé. Và các bạn hãy nhớ like, share, subscribe kênh YouTube và kênh Tóc Hi Bên Tôm nhé. Cảm ơn các bạn.